Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại bến thủy 1 và bến thủy 2 ở tại Nghệ An cho phương tiện của người dân sống gần cầu. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Bộ Giao thông thống nhất chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm bến thủy 1 và bến thủy 2. Đối với các phương tiện loại 1, xe dưới 12 ghế ngồi, xe có trọng tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải công cộng và loại 2, xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe trọng tải từ 2 tấn đến 1 tấn. Các phương tiện được giảm giá với điều kiện là người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc tại khu vực thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An hay huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ trương đầu tư giao khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan, tính toán phương án tài chính theo mức giá điều chỉnh, hoàn thiện phụ lục hợp đồng, trình lên Bộ Giao thông trước ngày 10 tháng 4, áp giảm giá dịch vụ từ ngày 15 tháng 4. Bộ Giao thông cũng đề nghị hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng nhà đầu tư xác nhận các phương tiện của các đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên. Trước đó vào sáng ngày 12 tháng 4, để phản ánh trạm thu phí BOT của cầu Bến Thủy 2, nhiều tài xế ở Hà Tĩnh đã dùng tiền này mệnh giá 1.000 đồng để mua vé, kéo dài thời gian qua trạm thu phí khiến giao thông hai bên cầu tắc nghẽn kéo dài. Anh Lê Xuân Hải, 46 tuổi, trú ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là một trong số hơn 100 tài xế ô tô đã dùng tiền lẻ mua vé qua cầu cho hay. Những người tham gia sự việc chỉ muốn gửi thông điệp tới chủ đầu tư để họ biết được nỗi bức xúc mà người dân đang phải chịu đựng. Theo ông Hải, các tài xế không đồng ý, gây cản trở giao thông đối với những phương tiện khác. Anh Hải chia sẻ thêm, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là xóa trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 hoặc di rời đi nơi nào đó hợp lý để về lâu dài. Nếu phản đối không mang lại kết quả khả quan, thì người dân sẽ nhờ các luật sư tư vấn để làm đơn khởi kiện chủ đầu tư ra tòa để phân sự giải quyết. Đại diện của Senco 4 cho biết, việc các tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé tại trạm thu phí không có gì sai, song đã gây nhiều khó khăn cho nhân viên làm việc tại trạm. Theo Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, các tài xế nêu trên không vi phạm luật giao thông. Khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Vinh đã có mặt để bảo đảm trật tự và điều tiết giao thông. Trong nhiều tháng qua, các tài xế ở huyện Nghi Xuân và thành phố Vinh liên tục có các động thái khác nhau tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc họ phải mua vé. Lý do người dân địa phương đưa ra là họ sinh sống hai bên cầu Bến Thủy, chỉ đi qua không sử dụng dự án BOT tuyến tránh thành phố Vinh. Một tài xế cho hay, vé tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 in rõ là thu phí hoàn vốn dự án đầu tư tuyến đường tránh thành phố Vinh với mức cho loại xe dưới 12 chỗ là 40.000 đồng mỗi lượt. Chúng tôi không đi BOT, sao chúng tôi phải trả phí? 24.800, 25.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.